Bà mẹ 300 kg vất vả hạ sinh đứa con nặng nhất thế giới. Đã có không ít trang báo nước ngoài đưa tin về người phụ nữ nặng 272 kg hạ sinh một em bé nặng 18 kg. Với số cân nặng khủng đứa bé này ngay lập tức phá kỷ lục thế giới trong 180 năm qua. Ca sinh kỳ lạ này được thực hiện tại bệnh viện King Edward Memorial ở Ấn Độ. Để đảm bảo an toàn tính mạng của cả người mẹ và đứa trẻ, các bác sĩ khuyên người phụ nữ nên phẫu thuật thay vì sinh tự nhiên. Việc thực hiện ca đỡ đẻ khó khăn này cần phải huy động đến 13 bác sĩ, một con số gấp đôi các trường hợp bình thường. Tổ bác sĩ phụ trách ca sinh khó khăn này đã có dày dạn kinh nghiệm đỡ đẻ cho nhiều sản phụ thừa cân. Tuy nhiên, trường hợp của sản phụ nặng nhất thế giới này lại là trường hợp đầu tiên họ gặp. Dù có nhiều khó khăn và đôi phần bối rối, các bác sĩ đã thành công trong việc đưa đứa trẻ ra ngoài an toàn. Chia sẻ về trải nghiệm này, các bác sĩ phẫu thuật ban đầu nghĩ rằng người phụ nữ nặng nhất thế giới kia mang thai đôi hoặc ba một y tá trong ekip cho biết, tôi thực sự tin rằng có hai hoặc ba đứa trẻ trong bụng cô ấy, nhưng không, đó là một cậu chàng to khỏe. Ông hài hước nói thêm, cậu ấy tương lai sẽ có một sự nghiệp thể thao sáng lạn. Nguyên nhân em bé có cân nặng đáng kinh ngạc đến như vậy là một phần do ảnh hưởng từ người mẹ. Cân nặng của cậu bé này tương đương với trọng lượng của một em bé 6 tuổi đã phá vỡ kỷ lục trẻ sơ sinh nặng nhất thế giới kéo dài gần 180 năm qua. Trước đó rất lâu vào năm 1839, kỷ lục được xác lập bởi một em bé Nam Phi được sinh ra với cân nặng 17,2 kg và phát triển đến chiều cao hơn 2,2 m khi mới 18 tuổi.